Nằm trong khuôn khổ Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13, tối hôm qua, đêm văn nghệ với tựa đề Về làng Sen đã diễn ra tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là chương trình kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2018. Về làng Sen là chương trình được xây dựng công phu với các tác phẩm âm nhạc nổi tiếng đi cùng năm tháng, được các nhạc sĩ, nghệ sĩ nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam thể hiện. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 được tổ chức trên quê hương Bác vào đúng tháng 5, kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nghệ sĩ của nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam dành những lời ca, câu hát như món quà thành kính dâng lên người để tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới vị lãnh tụ thiên tài, một nhân cách lớn, một chiến sĩ cộng sản kiên trung đã dành trọn cả cuộc đời mình vì nước, vì dân. Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối hôm nay tại Nhà văn hóa Lao động thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và lần đầu tiên chương trình thảm đỏ vinh danh những người làm báo phát thanh sẽ được tổ chức trang trọng trong lễ bế mạc tối nay. Lễ bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.